Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân của mình. Em tên là Thùy Linh, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em có các sở thích như là em thích đi du lịch này, em thích đi mua sắm này, em thích hát nữa. Và ngoài ra thì em cũng thích tâm sự và tán gẫu với mọi người nên là em đã quyết định tải app Nemo về. Còn hôm nay em đang casting idol trên app Nemo. ID của em là 768 784831. Có gì mọi người follow em lại nhé. Còn bây giờ thì em sẽ gửi tặng mọi người một ca khúc mang tên là Giữa Đại Lộ Đông Tây. Mọi người cùng lắng nghe em hát nhé. Mọi người đợi xíu em bật beat. Hôm nay ốm nên là giọng nó không được hay lắm, mọi người thông cảm nhé. Hello mọi người. Dòng người vẫn đang ghi chặt tay ga lăn bánh, tấp bênh nơi đèn đường đêm tay chờ còn ba giây đèn xanh. Và em nói yêu anh, bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhờ. Em muốn được tựa vào anh từ nay về sau, mãi mãi trong tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau. Em muốn được tựa vào anh từ nay về sau, mãi mãi giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây.